ta sẽ theo họ để làm việc. Chúng ta bốc tránh những người, chúng ta cảnh giác những người xấu trà trộn vào chúng ta và có những người lợi dụng. Tòa án Kỳ Anh vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2016. Những nạn nhân của Formosa hơn 600 người, họ đang tập trung rất ôn hòa trật tự ngay gần trước cổng tòa án, nhưng mà sóng điện thoại rất là yếu. Xin mọi người chúng ta đi theo ai hàng và chúng ta hát sinh hòa bình và tuyệt đối giữ trật tự. Chúng ta đã làm rồi. Và nhớ rằng chúng ta phải thể hiện văn hóa và nhân bản của người Kitô giáo. Xin mời chúng ta mọi người chúng ta hát và chúng ta đi theo cha. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa. Em tinh đi vào chốn nơi lầm, để con em xin tin về nơi thiên đàng, yêu trong cây vào nơi tấn vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khi cô bên, hơn được người mến yêu, thêm yêu mến người, hơn được người yêu mến, yêu mến hơn được người mến yêu. Vì trên khi tư tăng là khi được nhắn lấy, đến lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi chúng ta là khi được tha thứ, đến lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thay nhai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình. Anh theo sát em. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, vui đến lâu sau. Xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người.
anh. Lạy Chúa xin hãy dạy con như cái khu bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan tù, đem tư tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trong trời vào nơi thất vọng. Ôi thần linh thánh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Xin tất cả chúng ta chỉ giữ tận tình, chúng ta không làm ơn, không nói chuyện. Khi cần thì chúng ta sẽ đọc kinh và sẽ hát để cầu nguyện. Xin thưa quý ông bà anh chị em, những người hiện thân với chúng tôi, xin vui lòng thông cảm, chúng ta không vào trong sân của tòa án. Chúng ta ngày hôm nay chỉ những người đi để đơn. Đúng ra thì như nguyện vọng của công an thị xã thì rất là muốn là chúng ta ít người đại diện để đi làm, nhưng mà vì đây là nguyện vọng của người dân và muốn đến đây để hiệp thông và cũng nói lên cái trách nhiệm của mình, cho nên chúng ta đã chạy đến đây, thì xin chúng ta tuyệt đối giữ trật tự. Chúng ta phải thể hiện văn hóa và nhân bản Kitô giáo của mình. Quý ông bà anh chị em đến đây cũng vậy, nếu chúng ta muốn nói lên tiếng nói của mình, nếu chúng ta muốn thể hiện cái quan điểm của chúng ta phải tôn trọng pháp luật, và chúng ta cũng xin vui lòng để nghe theo những sự chỉ dạy của những người bề trên của chúng ta, và nhất là chúng ta không làm ồn, chúng ta làm một cách trật tự. Cái điều đó chúng ta đang được mọi người nhìn vào, và hy vọng rằng cái điều đó chúng ta cũng góp phần để những người làm công tác công quyền giúp giữ gìn trật tự và xã hội này tốt hơn. Cho nên xin quý ông bà anh chị em, chúng ta ở ngoài, chúng ta ngồi xuống và có thể chúng ta đọc kinh, chúng ta không hô hào, không lớn tiếng, không gây mất trật tự, và nhất là chúng ta phải tôn trọng những người làm việc, đó là những người công quyền. Những người làm việc thì chúng ta cũng phải hết mức tôn trọng và cũng cầu nguyện cho họ nữa, kể cả những người sai đối với chúng ta và với đất nước dân tộc này, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho họ. Luật bác ái Kitô giáo dạy chúng ta điều đó, và đó là cái căn tính của chúng ta. Còn những người phu nhân của chúng ta, những người đi để đơn hôm nay, chúng ta chịu khó hy sinh, chúng ta ngồi lại đây, bởi vì chính quý ông bà anh chị em không muốn nói rằng chúng ta phải thể hiện cái quan điểm của mình thì chúng ta đã lên đây. Như lúc hôm qua cũng như hồi sáng cha nói thì chúng ta không muốn ở nhà để lên đi hiệp thông, thì cái sự hy sinh đó cha muốn rằng chúng ta phải giữ gìn trật tự, sắp xếp, và chúng ta phải làm sao để cộng tác với nhân viên công quyền để giúp chúng ta vấn đề pháp lý này, và đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của người Kitô hữu. Để xin chúng ta ngồi xuống trật tự, cha sẽ làm việc và xin những người đại diện sẽ cùng cha để tiếp tục công việc của mình.
xin ở ngoài, xin quý ông bà anh chị em ở ngoài hiệp thông với chúng tôi. Chúng ta cũng ngồi xuống căn tự. Quay từng đoạn. Nếu cần thì chúng ta đọc kinh cầu nguyện, chứ không phải là chúng ta la hét hay là làm bất trật tự, nhất là trên đường giao thông huyết lộ của đất nước, chúng ta cần phải tôn trọng. Và nhất là chúng ta cũng cần phải tôn trọng và cộng tác với nhân viên của công quyền để làm công việc của mình. Đó là giữ gìn trật tự. Về cái này xảy ra những người dân vẫn tiếp tục ngồi mấy giờ nữa để sống tòa án nhân dân. Mấy người đi ba với cha đi xin nhắc là tất cả chúng ta khi uống nước hay dùng cái gì chúng ta phải vệ sinh, chúng ta không xả thải ra môi trường. Và một điều đặc biệt nữa là cha cũng muốn rằng tất cả chúng ta, dù những người đi về đây hôm nay, cả những người đến đây ủng hộ tinh thần chúng ta, thì những gì rác đến ở dưới khu vực của mình chúng ta cứ xuống nhặt. Và lúc xuống xe thì cha cũng thấy khu vực nơi chúng ta đậu xe có rất nhiều rác. Có lẽ sau khi chúng ta làm ở đây thì ta đi tất cả chúng ta lật rác khu vực này, và trước khi về chúng ta nhặt rác để cho sạch môi trường ở đây. Đó một hành động nhỏ của chúng ta thôi, nhưng để nói rằng là chúng ta phải bảo vệ môi trường, bởi vì đó là cái sự sống của chúng ta. Thông điệp Laudato Si cho chúng ta biết rằng thế giới nào chúng ta muốn chuyển tải cho thế hệ tương lai, cho con cháu, cho lớp trẻ đang lớn lên. Và đó là cái điều mà chúng ta đang cần, và cũng là điều mà chúng ta làm hôm nay. Việc chúng ta để nên khởi kiện cũng là một trong những chương trình đó. Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã nhắc nhở chúng ta trong tuyên chung, có thể ngày sau con cháu của chúng ta sẽ hỏi vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con. Một việc làm của chúng ta dù nhỏ, mỗi xuống cũng nhặt một chút rác để dọn sạch môi trường, đó cũng là một việc mà chúng ta để cứu môi trường và để lại cho con cháu của chúng ta. Để tôi hỏi. Bao có thể nặng không? Nặng. Nhưng mà vậy, bây giờ phải ngồi chịu nặng, giữa nặng như thế này, ba có sợ không? Có ngại không? Bà có hành nặng không? Hay nặng đúng lối hài nhé. Nhưng mà vậy bây giờ mình đi đòi như thế này, mình ngồi nặng ở giữa thế này, ba chấp nhận không? Dạ. Chúng ta ngồi hai bên, chúng ta rất là tận tình những việc của chúng ta làm mới có hiệu quả. Xin các bà anh chị em, những người ở ngoài cổng bảo hộ tinh thần với chúng tôi, xin chúng ta không chiếm lối đi vào cổng của cơ quan, chúng ta ngồi cả hai bên. Mấy Hồ Thông Hiền nó quay mẹ cho con bú đang ngồi vòng đây. Mình ơi giật tiền cá. Ba ông ta nóng nối ai mà không được thì ba ông được. Và chúng ta cũng thể hiện cái tinh thần đó
Thank you.